Bye bye. Dở thở dở thở. Đi uống trà sữa thôi. Sau đó chúng ta sẽ chơi bắn giá giá lỗ. Nên chúng ta sẽ chơi liên minh. Ngôn thơ này là ngôn thơ nào? Cái ngôn thơ này tôi biết. Ngôn thơ trong kinh chép mà luôn. Ngôn thơ trong đụ này nghe như hai người khác nhau. Lắp đầy cho bé Hoàng nè.
Mỗi lần tôi hát là tôi sẽ không mơ đi. Bởi vì sao? Bởi vì hát làm tôi mắc ảo mà. Cái lỗi thầy hại nghe ghê quá vậy. Nghe cứ thế nào ghê quá à. Cái lỗ tai hại. What? Cái lỗ tai hại. Chuyện đầy xa lơ của chú bé tài hại. Chú bé tài hại. Oh my god. Con gì chim lên chỉ cho hay quá à, chỉ ơi hay quá à. Sao mà hay quá vậy, hay dạy quá. Chơi cái gì đó mọi người ơi.
I recommend cho tụi chơi con gì đây? Tụi biết chơi con gì đó, trời ơi trời. Thôi mình chơi é giờ lên đi. Trời ơi, tôi không muốn đi gương mà đừng bắt tôi đi gương. Tại sao mà bắt tôi đi gương vậy? Trời ơi, tại sao lại bắt đi gương? Chơi nó mồ mẹ thu cũng đâu xa đâu, tôi chơi một mình tôi sẽ thật là nực cười. Evelyn mình nên mua cái trứng gì đây, xanh dương hả? Xanh dương đi ha, mua cái trứng mà xanh dương đi. Ủa chứ mình xinh như nó không mọi người? Tôi nghĩ là vậy. Đỏ hả? Trứng đỏ hả? Ok. Tôi không có đi gần. Tại sao tôi lại cho tôi đi gần vậy? Trời ơi trời. Tôi có một con Alistar Dimit mọi người. Meta mới không mọi người? Alistar đi chung với Virus mọi người. Wow.
xong rồi top thì top thì có cả Sante đi chung với lại Ori. Wow, that's a new meta man. What the hell's going on in my game? Thank you.
mình lên với Fansui nha bé. Tôi có một con chuột fit mọi người ơi. Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây?
Sao con Ori nó mạnh vậy? Nó đâu mạnh đâu. Nó tìm tôi fit quá men. Có vô boss để không đâm, trời ơi là trời. Tôi không biết nói gì nữa. Tại tôi có 1000 năm máu thôi, nó xoáy thì chẳng lẽ nó cộng lưu đình nữa mẹ, mắc cười quá à. Tôi có phải tanh đâu, khùng mẹ mẹ. Goodbye. You on your own, I don't care. Bye bye, Sugake. Bye bye. Trời bắn không được. Dạ. Trời ơi, có con reo thôi mà giết không được. Nó tưởng biết nói gì luôn mọi người ơi. Chú chuột vui vẻ mọi người ơi. Con chuột nó bắn con reo thôi mà cũng không giết được đúng mọi người. Chú chuột không sợ. 16. Chú chuột 16. Trời ơi, tôi mới nói gì bây giờ. Happy happy happy. Xong rồi tim tôi cũng bích tướng thì lạ lùng. Lạ lùng quá mọi người. Nó lạ lùng quá mọi người. Từ lần nào nó cũng có flash hết trời. Thấy không? Mời bán nó. Trời ơi con chuột kìa. Chú chuột vui vẻ. Trời ơi chú chuột vui vẻ của tôi kìa mọi người ơi. Happy happy happy. Trời ơi con chuột vui vẻ, tôi không có flash nữa mọi người. Happy happy happy. Xuống boss tụi dân này nè. Happy happy happy. Happy happy happy. Tôi để tôi đi AD mà không hiểu sao tôi vô đây nữa, tôi quá buồn mọi người. Không dám ra luôn á. Team gì mà fit dữ quá man. Rồi vòng rồng ra rồi, ông nội kia trên kia xong rồi mọi người trên đó là sao mà chơi. Thôi, tung trời nào. Tôi quá mệt mỏi. Thôi, chưa. Mìm á, cái mìm con mèo á. Happy, happy, happy. Happy, happy, happy. Done, done, done. Game done, done. Dây có được đâu mà dây. Ê mọi người, tôi không có. Tôi không có chạm được con xe hả? Da dun 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 dun. Con bát chỉ có tôi và con bò, còn chú chuột thì
ở thế giới bên kia mọi người. Chú chuột đến, đến mọi người ơi, con chuột nó không bao giờ ra đây, nó băng phụ rồi đó. Rồi nó nhảy à. Có mạnh lắm kìa. Sao mà chơi? Thế phép thì làm sao mà chơi? Tôi muốn đi AD mà nó đưa tôi đi rừng. Sao mà đưa xuống chúng công chuột AD gì ra trời ơi. Con reo nó mới sửa lại nó mạnh lắm mọi người.